Hôm nay chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mạch Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Mạch Tài Lộc trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hy vọng anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mạch Tài Lộc trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Mạch Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hành thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì nếu muốn biết chi tiết, xin mời quý anh chị và các bạn cùng Mạch Tài Lộc đi tìm hiểu ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên là về thông tin tử vi ngày 11 tháng 11 năm 2024, thứ hai dương lịch. Âm lịch là ngày 10 tháng 10 năm 2024, là ngày Kỷ Mão, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn, tiết khí lập đông. Hôm nay là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Mùi và tuổi Hợi, lục hợp với tuổi Tuất, hình với tuổi Tý, hạ với tuổi Thìn và xung với tuổi Dậu. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Tân Dậu và tuổi Ất Dậu. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Quý Tỵ, Tân Tỵ và Tân Hợi. Về ngũ hành niên mệnh, thành đầu thổ, hôm nay là ngày Kỷ Mão, tức chi khắc can, đây là ngày hung. Nạp âm, thành đầu thổ, kỵ tuổi Quý Dậu và tuổi Ất Dậu. Ngày thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt người tuổi Đinh Mùi, tuổi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Mão, lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành mộc cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân. Sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Nguyệt Đức hợp, Thiên Ân, Âm Đức, Dân Nhật, Tam hợp, Thời Âm, Bất Tương và sao Ngũ hợp. Sao xấu gồm có sao Tử Khí và sao Nguyên Vũ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 11 tháng 11, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như chữa bệnh và thẩm mỹ. Về hướng xuất hành, đi theo hướng chính nam để đón tài thần và đi theo hướng đông bắc để đón hỷ thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 11 tháng 11 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2024, ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 11 tháng 11 cho thấy, hôm nay vận trình sự nghiệp của tuổi Tý đang bị ảnh hưởng không hề nhỏ bởi cục diện tương hình gây ra. Ngày này kéo đến nhiều khó khăn trong vận trình tài chính. Bởi áp lực này rất dễ khiến cho người tuổi Tý rơi vào những suy nghĩ tiêu cực, không biết có nên tiếp tục con đường mà mình đã lựa chọn hay không. Cảm giác chán nản thì có thể khiến bạn muốn bỏ cuộc mọi thứ. Tuy nhiên, điều quan trọng là mệnh chủ tuổi Tý cũng cần phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. Hãy nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực và tránh xa những nghi ngờ với bản thân. Phương diện giao tiếp thì bạn có thể cảm thấy không tự tin về chính bản thân mình. Và điều này thì có thể khiến bạn trở nên dè dặt hơn khi mà giao tiếp với người khác. Nếu bạn có thể khắc phục được điểm yếu này thì bạn cũng dễ dàng thiết lập được những mối quan hệ tích cực hơn, hỗ trợ cho sự nghiệp trong tương lai rất nhiều. Ngày ngũ hành thổ khắc thủy thì ngày này đem đến những sự căng thẳng trong mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là với những người thân thiết. Bạn có thể sẽ cảm thấy áp lực từ sự thúc giục của gia đình trong việc tìm kiếm tình yêu. Tuy nhiên thì bạn hãy bình tĩnh và suy nghĩ kỹ lưỡng về quyết định của mình, đừng để những áp lực xung quanh làm mình đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai về sau. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, bạn nên tìm đến những người bạn tích cực khi mà bạn cần lắng nghe và chia sẻ nỗi lòng mình để có thêm động lực cho bản thân.
về tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, hãy chú ý duy trì những thói quen giao tiếp tích cực, đừng để những suy nghĩ bộc phát làm tổn thương mọi người xung quanh. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, sự nghiệp thì đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do sự cứng nhắc và bảo thủ. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, hãy giữ vững bình tĩnh, hãy kiên nhẫn, đừng để cảm xúc tức giận làm xấu đi mối quan hệ. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, tránh những quyết định vội vàng trong vấn đề chi tiêu, kẻo sau này lại ngồi nuối tiếc. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Hợi và người tuổi Sửu. Con số may mắn là số 1 và số 5 và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu vàng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, nhờ có sự hỗ trợ của chính ấn, người tuổi Sửu cảm thấy rất tự tin khi mà đối mặt với những thử thách. Vận trình công danh sự nghiệp diễn ra khá thuận lợi, từ tài chính đến cả công việc được giao, mọi thứ đều suôn sẻ, không gặp phải khó khăn lớn nào. Những nỗ lực của bạn trong công việc sẽ được ghi nhận, giúp bạn có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu. Bên cạnh đó, nhờ có sự trợ giúp từ quý nhân đã giúp cho người tuổi Sửu vượt qua được những rắc rối trước mắt. Tinh thần của bạn cũng đã được cải thiện rất nhiều và bạn cũng cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khi mà thấy mọi người xung quanh đang bận rộn hơn với công việc của họ, thì có thể bạn sẽ cảm thấy có phần lo lắng vì bản thân chưa thực hiện được điều gì. Tuy nhiên thì bạn hãy nhớ rằng mỗi người đều có một nhịp điệu riêng trong công việc. Phương diện sức khỏe của người tuổi Sửu trong ngày mới thì bạn cần phải chú ý đôi chút. Sự thịnh vượng của hai ngũ hành thổ thì có thể gây ra các vấn đề liên quan tới thận và gan. Những triệu chứng như đau lưng, khó chịu ở vùng bụng dưới thì có thể xuất hiện. Nếu thấy tình trạng này kéo dài quá lâu mà không được cải thiện thì bạn cũng nên đi thăm khám bác sĩ để có được những lời khuyên kịp thời nhất. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, bạn cần định hình lại tư duy làm việc của mình để không bị cuốn vào những điều không quan trọng. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, trong chuyện tình cảm thì có thể xảy ra những mâu thuẫn nho nhỏ do sự khác biệt trong quan điểm với nhau. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, rất có thể bạn sẽ phải nhận những phản hồi tiêu cực trong công việc, ảnh hưởng đến các kế hoạch của mình. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, tránh việc bàn luận về những vấn đề mà mình chưa chắc chắn, điều này thì rất dễ dẫn đến những hiểu lầm và tổn thương. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân, các triệu chứng bất thường trên cơ thể tuyệt đối không được phép chủ quan. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là trung bình và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Tỵ và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 7 và số 1 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy ngày có sự xuất hiện của tam hội, báo hiệu những người tuổi Dần sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Với tinh thần làm việc chăm chỉ cùng với sự nhiệt huyết thì sẽ đưa người tuổi Dần đến gần hơn với các mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó. Đặc biệt khi mà có những cơ hội để thể hiện bản thân sẽ tìm đến, giúp người tuổi Sửu nhận được lời khen ngợi từ cấp trên. Điều này không chỉ nâng cao giá trị của bản thân bạn mà còn mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp như việc thăng chức hay tăng lương sắp tới. Ngoài ra, ngày có thiên ấn xuất hiện còn mang đến cho người tuổi Dần một năng lực sáng tạo đáng kể. Tuổi Dần nếu biết tận dụng khả năng này thì sẽ có thể đạt được những thành công to lớn. Việc đổi mới tư duy cũng là chìa khóa quan trọng để bạn phát triển và gia tăng vị thế của mình trong công việc. Bạn hãy mạnh dạn đưa ra những ý tưởng độc đáo, điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong mắt của đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên thì không phải mọi thứ đều thuận lợi. Trong ngày ngũ hành thủy hỏa xung khắc thì đang tạo ra những mâu thuẫn trong lĩnh vực tình cảm. Gia đình của người tuổi Dần thì trải qua giai đoạn khó khăn
khi mà xảy ra những bất đồng, những cãi vã giữa các thành viên. Để vượt qua điều này, người thợ rèn cũng cần phải giữ thái độ bình tĩnh và kiên nhẫn. Một chút nhượng bộ thì có thể hóa giải những sự căng thẳng và mối quan hệ trong gia đình sẽ nhanh chóng tìm lại được sự hòa hợp như xưa. Về tử vi tuổi Giáp Dần Mệnh Thủy, bạn hãy xây dựng những mối quan hệ tích cực và biết lắng nghe ý kiến của người khác. Về tử vi tuổi Bính Dần Mệnh Hỏa, vận trình tài chính đang khá ổn định, giúp bạn thực hiện được các dự án mà mình đã bổ bấy lâu nay. Về tử vi tuổi Mậu Dần Mệnh Thổ, hãy lên kế hoạch cho rõ ràng cho mọi việc và hãy tin tưởng vào sự nỗ lực của mình. Về tử vi tuổi Canh Dần Mệnh Mộc, cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới xương khớp. Với những người sinh năm Nhâm Dần Mệnh Kim, cuộc sống bận rộn thì sẽ luôn có những lúc căng thẳng, nhưng bạn hãy nhớ rằng gia đình là nơi an toàn để bạn tìm được sự bình yên. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Mão và người tuổi Mùi. Con số may mắn là số 1 và số 6 và màu sắc cát tường là màu xám và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của Hoàn Giáp tuổi Dần trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của Hoàn Giáp tuổi Mão trong ngày thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy dưới sự ảnh hưởng của thiên quan, tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong các mối quan hệ xã hội. Một số kẻ tiểu nhân thì xuất hiện và cố tình làm tổn hại đến danh tiếng của bạn bằng những lời nói dối trá hoặc những cáo buộc sai trái. Điều này không chỉ khiến cho người tuổi Mão rơi vào những tình huống khó xử mà còn tạo ra những điều tiếng oan ức trong mắt của mọi người. Bạn có thể đã quá tin tưởng vào mọi người xung quanh, dẫn đến việc bị người khác lừa gạt và tạo điều kiện cho những tin đồn không đúng sự thật được lan rộng. Vì thế, ở thời điểm hiện tại thì người tuổi Mão cũng nên xem xét và đánh giá lại các mối quan hệ của mình trong cuộc sống. Hãy chủ động tìm ra nguyên nhân gây ra những sự bất ổn và hãy nỗ lực khắc phục các vấn đề này. Và nếu có thể thì sự trợ giúp từ những người thân trong gia đình cũng là một điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, để vượt qua thử thách này không phải là một điều dễ dàng. Bạn cần phải thể hiện bản lĩnh và quyết tâm để bảo vệ những giá trị mà mình đã xây dựng từ trước đó. Ngoài ra, có sự xung khắc giữa các yếu tố trong ngũ hành thì sẽ gây ra những cản trở trong vấn đề giao tiếp, đặc biệt là đối với những người đang có tình cảm với nhau. Bạn cũng nên tìm cách hóa giải những hiểu lầm và những xích mích để tránh việc trở nên xa cách và lạnh nhạt. Việc duy trì sự kết nối vững chắc giữa hai người cũng là một điều quan trọng để không làm tình cảm bị nhạt phai. Về tử vi tuổi Ất Mão Mệnh Thủy, hãy cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết định khi mà cảm xúc của bạn hôm nay không được tốt. Về tử vi tuổi Đinh Mão Mệnh Hỏa, bạn hãy thận trọng hơn với những mối quan hệ xung quanh, đừng để lòng tin thái quá khiến cho bạn trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Về tử vi tuổi Kỷ Mão Mệnh Thổ, sự căng thẳng, uể oải, mệt mỏi thì khiến bạn trở nên nóng nảy hơn, mất bình tĩnh. Về tử vi tuổi Tân Mão Mệnh Mộc, đừng để sự xa cách làm mờ nhạt tình cảm giữa hai người, hãy chủ động tháo gỡ những hiểu lầm, những khúc mắc. Về tử vi tuổi Quý Mão Mệnh Kim, công việc có thể gặp nhiều trắc trở, bạn đừng tự mãn mà lại bỏ qua những lời khuyên của người khác. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Mùi và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 1 và số 5 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu tím. Trên đây đó là tử vi của Hoàn Giáp tuổi Mão trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của Hoàn Giáp tuổi Thìn trong ngày thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 11 tháng 11 cho thấy vận trình ngày đầu tuần của tuổi Thìn đang bị ảnh hưởng bởi những dấu hiệu tiêu cực trong lĩnh vực tài chính. Các yếu tố tương hại thì đang âm thầm cản trở, khiến cho bạn dễ dàng gặp phải những khó khăn trong việc quản lý chi tiêu. Khả năng người tuổi Thìn phải đối mặt với việc hao hụt tài sản và tiêu tốn một khoản tiền không hề nhỏ. Bạn hãy cẩn thận với những người có thể lợi dụng lòng tốt của bạn,
lời đề nghị cho người khác vay mượn tiền bạc, bạn cũng cần phải hết sức chú ý, kẻo khi cho vay thì dễ, khi đi đòi lại là rất khó. Công việc của người tuổi Thìn trong ngày mới thì cũng không mấy khả quan. Mặc dù bạn sở hữu một trí tuệ sắc sảo và có khả năng tư duy vượt trội, nhưng sự thiếu quyết tâm thì cũng có thể ngăn cản bạn rất nhiều. Có lẽ người tuổi Thìn đã quen với lối sống thoải mái và không muốn mạo hiểm. Điều này khiến bạn trở nên chần chừ trong việc thực hiện các kế hoạch của mình. Bạn đừng để thói quen trì hoãn làm mình lỡ mất đi những cơ hội tốt. Hãy xem xét lại những phương pháp làm việc của mình. Hãy tìm cách tạo động lực cho chính bản thân. Sức khỏe của người tuổi Thìn trong ngày mới cũng cần phải được chú ý nhiều hơn. Trong ngày thổ khí vượng thì người tuổi Thìn có thể gặp phải các vấn đề liên quan tới đường tiêu hóa, cảm giác như chán ăn hoặc mệt mỏi. Điều này thì có thể ảnh hưởng đến năng lượng của bạn trong cả một ngày làm việc. Để cải thiện sức khỏe của mình, bạn hãy chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho hợp lý. Thêm vào đó nữa, bạn cũng nên chọn một bộ môn thể thao nào đó phù hợp với thể trạng của mình và hãy duy trì đều đặn mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng. Về tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ và động viên từ nửa kia, giúp bạn có thêm sức mạnh và có niềm cảm hứng mới. Về tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, hãy cẩn thận với các khoản chi tiêu. Việc tiêu tốn không kiểm soát rất dễ gây ra tình trạng tiền bạc bị thất thoát. Về tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, khi mà bạn cảm thấy bản thân không thể quyết định nhanh chóng, thì hãy đợi thêm thời gian để suy nghĩ kỹ càng thay vì gấp gáp đưa ra quyết định. Về tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, dành quá nhiều thời gian theo đuổi những lý tưởng cao xa thì có thể khiến bạn lơ là trong công việc. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, trước khi mọi việc trở nên quá muộn thì bạn hãy nhanh chóng xem xét và điều chỉnh lại các kế hoạch của mình. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 1 và số 5 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu cà phê. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Lần giải tử vi của 12 con giáp ngày 11 tháng 11 cho thấy những ảnh hưởng tích cực từ thiên ấn sẽ mang lại cho người tuổi Tỵ một ngày tràn đầy hứa hẹn trong sự nghiệp. Các cơ hội thăng tiến đang ở ngay trước mắt và nếu như bạn biết tận dụng mối quan hệ xung quanh thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn cũng đừng tự cô lập bản thân, sự hợp tác và tương tác với đồng nghiệp cũng là chìa khóa để bạn gặt hái được nhiều thành công hơn. Bằng cách lắng nghe và hỗ trợ lẫn nhau thì bạn sẽ cảm thấy được những bước tiến lớn hơn trong công việc của mình. Mặt tài chính của người tuổi Tỵ trong ngày mới thì đang có dấu hiệu khả quan hơn. Ngày này nguồn thu nhập thì có thể tăng lên đáng kể. Bạn cũng nhận ra những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình cũng đã được đền đáp. Bạn hãy đón nhận những tín hiệu tích cực về tiền bạc và hãy suy nghĩ về vấn đề đầu tư hoặc sử dụng số tiền này một cách khôn ngoan. Nếu như đã làm việc chăm chỉ thì hãy tự thưởng cho chính bản thân mình một điều gì đó xứng đáng để tạo thêm động lực cho những ngày sắp tới. Tuy nhiên, tình cảm của người tuổi Tỵ trong ngày mới thì lại gặp đôi chút trắc trở. Với sự ảnh hưởng của ngũ hành sinh xuất, bạn cũng nên thận trọng với những lời nói của mình. Những khoảnh khắc nóng vội thì có thể dẫn đến những hiểu lầm nghiêm trọng với những người thân yêu. Hãy dành thêm thời gian để trò chuyện, để thấu hiểu nhau nhiều hơn. Vì những mâu thuẫn không được giải quyết thì rất dễ tạo ra những khoảng cách lớn trong mối quan hệ. Sự thấu hiểu và chia sẻ cũng là chìa khóa để hàn gắn lại những vết rạn nứt. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, tài lộc trong ngày đang khá khả quan. Nhờ vào những mối đầu tư tốt, bạn sẽ có cơ hội mở ra hướng mới cho tương lai. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, vận trình tài chính đang khả quan hơn, công việc cũng từ đó mà thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, tình cảm gặp nhiều trắc trở, dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng duyên phận đôi khi khó có thể cưỡng cầu. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, hãy tự tin vào bản thân, sự kiên trì sẽ giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn thử thách. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, có những thành công trong công việc đang chờ đón, bạn hãy luôn nhớ rằng không nên tách biệt khỏi tập thể để có được những sự hỗ trợ khi cần thiết. Về sự nghiệp của người tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Sửu,
và ngày tuổi Mùi. Con số may mắn là số 1 và số 6 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu tím. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 10 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy hôm nay có sự tác động từ cục diện máu Ngọ. Ngày này tạo ra những khó khăn không hề nhỏ cho vận trình tài chính của người tuổi Ngọ. Hiện tượng suy giảm tài lộc đang đến rất gần và khá rõ ràng, khả năng bạn sẽ phải đối mặt với việc mất tiền mất của. Trong giai đoạn này, bạn hãy thận trọng hơn trong các quyết định về tài chính và cách tốt nhất bạn không nên cho người khác vay mượn tiền bạc hoặc không nên đầu tư chung với bất cứ ai, bởi khả năng xảy ra rủi ro là rất lớn. Bên cạnh đó, ngày này thì người tuổi Ngọ cũng cần phải chuẩn bị tinh thần cho những chi phí bất ngờ có thể phát sinh. Điều này thì càng đòi hỏi bạn phải quản lý chi tiêu một cách chặt chẽ hơn. Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ trong ngày mới thì không thoát khỏi những thử thách. Bạn phải làm việc với những đồng nghiệp không hợp tác cho lắm, thậm chí là có thể gặp phải những người sẵn sàng cản trở tiến trình công việc. Tâm lý của bạn thì có thể bị thử thách khi mà có ai đó mang đến cho bạn những vấn đề bức xúc khiến bạn cảm thấy bất bình và muốn phản ứng một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc kiềm chế cảm xúc và tìm cách giải quyết các vấn đề một cách ôn hòa cũng là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ trong ngày mới thì cũng không được tốt đẹp như mong đợi. Với sự ảnh hưởng tiêu cực từ ngũ hành thì mối quan hệ giữa các cặp đôi có thể gặp trục trặc. Các vấn đề về tài chính có thể trở thành nguồn cơn gây ra những mâu thuẫn. Vì vậy thì cả hai cần phải có những cuộc trò chuyện thẳng thắn và nhẹ nhàng với nhau nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất để hàn gắn lại cũng như củng cố tình cảm. Việc tránh né những vấn đề này chỉ khiến cho tình cảm trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng để ứng phó với những tình huống bất ngờ. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, dành thời gian cho việc phát triển bản thân là một điều cần thiết, không ngừng học hỏi và mở rộng kỹ năng để đạt được những thành công to lớn hơn. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, tập trung vào công việc và nhận ra rõ những hướng đi của mình để đạt được những mục tiêu. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, quản lý tài chính một cách chặt chẽ là một điều cần thiết, nhất là khi mà hôm nay lại đang có dấu hiệu bị hao hụt tiền của. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, thay vì phàn nàn về những khó khăn thì bạn hãy sử dụng năng lượng của mình để tìm ra những giải pháp thông minh hơn cho các vấn đề đang gặp phải. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ là người tuổi Tỵ và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 1 và số 0 và màu sắc cát tường là màu bạc và màu hồng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2024. Luận giải tử vi cho thấy hôm nay có sự che chở của cục diện tam hợp, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được sự khởi sắc mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp. Ngày này có sự xuất hiện của quý nhân như một luồng gió mới giúp cho người tuổi Mùi nhanh chóng vượt qua được những khó khăn và thử thách. Họ sẽ không chỉ dẫn lối cho bạn mà còn tạo ra những cơ hội quý báu, khiến cho những nỗ lực của bạn được công nhận. Điều này thì mở ra những cánh cửa to lớn trong tương lai và hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ tìm đến. Vận trình tài lộc thì đang có chính ấn hỗ trợ rất mạnh mẽ, giúp cho đường tài lộc của người tuổi Mùi hôm nay cũng đang vững vàng hơn. Với sự chủ động và quyết đoán cộng với sự quyết tâm cao độ thì người tuổi Mùi cũng gây được ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên, từ đó tạo ra những cơ hội không ngờ tới. Những khả năng kiếm tiền mới đang dần dần hiện hữu và bạn cũng nên nhanh tay để nắm bắt, đừng ngần ngại để thể hiện bản thân và khẳng định vị trí của mình. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ cũng chính là chìa khóa dẫn bạn đi đến những thành công to lớn trong tương lai. Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Mùi trong ngày mới thì lại đang có dấu hiệu không được ổn định do thổ khí đang vượng. Tình trạng này thì có thể gây ra những triệu chứng như chóng mặt, đau đầu hoặc mệt mỏi. Đây cũng là những tín hiệu cảnh báo về lối sống ít vận động và sự căng thẳng trong công việc.
bạn cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng. Hãy tạo thêm thời gian cho việc rèn luyện thể chất, thực phẩm, bổ dưỡng và các bài tập đơn giản nhẹ nhàng cũng giúp bạn cải thiện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, sự nhiệt tình và nỗ lực của bạn cũng làm hài lòng đồng nghiệp xung quanh và được cấp trên khen ngợi. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, hãy mở lòng đón nhận những cơ hội tài chính mới xuất hiện bởi chúng sẽ mang lại cho bạn những hướng đi đầy hy vọng. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, uy tín của bạn sẽ được nâng cao một cách rõ rệt. Đừng ngần ngại thể hiện những ý tưởng sáng tạo của mình. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, người độc thân thì có thể gặp gỡ và tìm thấy tình yêu đích thực. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, sự xuất hiện của quý nhân sẽ giúp cho bạn vượt qua được những khó khăn trong công việc. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là trung bình và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Hợi và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 7 và số 1 và màu sắc cát tường là màu đen và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy hôm nay có sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ kiếp tài, khiến cho những cảm xúc của người tuổi Thân rất dễ tiêu cực. Nỗi tự ti và sự hoài nghi về bản thân thì có thể khiến bạn lùi lại trong những quyết định quan trọng. Tuy nhiên thì bạn hãy nhớ rằng việc đóng kín bản thân mình không là một giải pháp tốt. Hãy mạnh dạn mở lòng giao tiếp với nhiều người hơn, vì họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ và cùng bạn vượt qua được những khó khăn. Sự đồng hành cùng bạn bè, cùng những người thân cũng là nguồn động viên lớn giúp bạn lấy lại tự tin cho bản thân mình. Về tình hình tài chính trong ngày hôm nay thì cho thấy tài chính cũng không mấy khả quan. Sự lơ là và thiếu chú ý đến các kế hoạch tài chính của bản thân thì rất dễ dẫn đến những quyết định sai lầm. Tuổi Thân có thể chi tiêu không kiểm soát, mua sắm theo cảm xúc nhất thời mà không suy nghĩ kỹ lưỡng. Bạn hãy cẩn trọng hơn với từng đồng tiền mà mình đã kiếm ra, nếu không thì chắc chắn sẽ lại rơi vào những cảnh túng thiếu. Tuy nhiên, đón chào ngày mới thì chuyện tình cảm của tuổi Thân lại đang có nhiều chiều hướng phát triển tích cực. Sự tương sinh của ngũ hành mang đến bầu không khí ấm áp và dễ chịu cho những người độc thân. Bạn đừng ngần ngại tham gia những buổi tụ họp giao lưu với bạn bè, vì đây cũng chính là cơ hội để bạn mở rộng các mối quan hệ và có cơ hội để tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời. Sự cởi mở và thân thiện thì sẽ giúp bạn thu hút được sự chú ý của những người khác giới, mang lại cho bạn nhiều những cơ hội mới trong chuyện tình cảm. Về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, tránh xa các hoạt động hùn hạp vốn hoặc đầu tư vào những dự án không rõ ràng, kẻo tiền mất tật mang. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, sức khỏe đang ở trạng thái khá tốt, nhờ vậy mà bạn có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách rất tốt. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, nên tích cực tham gia những buổi tiệc tùng giao lưu với bạn bè để mở rộng các mối quan hệ. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, hãy chăm chỉ và hãy luôn chuẩn bị tinh thần để đối diện với khó khăn thử thách. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, hãy tập trung toàn bộ năng lượng vào công việc hiện tại, đừng để những chuyện ngoài lề làm mình bị phân tâm. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Tỵ và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 3 và số 1 và màu sắc cát tường là màu bạc và màu vàng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy đón chào ngày mới là một ngày đầy thử thách với người tuổi Dậu, khi mà mệnh chủ phải đối mặt với nhiều sự căng thẳng trong công việc. Sự hiện diện của tương phá đã khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng và áp lực. Những nhiệm vụ và các trách nhiệm thì đang dồn dập, khiến cho bạn cảm thấy khó khăn trong việc giữ bình tĩnh và không bị sa vào những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, việc nhận thức được tình hình hiện tại thì sẽ giúp cho người tuổi Dậu có được cái nhìn khách quan hơn
và tìm ra được những hướng đi tích cực hơn. Đồng thời, ngày này không phải là ngày thuận lợi để bạn thực hiện các kế hoạch về đầu tư mạo hiểm. Những ý tưởng đầu tư như chứng khoán hay cổ phiếu thì đang có dấu hiệu bị rủi ro rất cao. Tính thiếu kiên nhẫn và nôn nóng thì rất dễ khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Do đó hãy dành thêm thời gian để theo dõi thị trường, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định rót tiền vào bất cứ lĩnh vực nào. Đừng để sự hấp tấp khiến mình mất đi một khoản tiền quý giá. Mặc dù đang có nhiều điều khó khăn trong công việc, nhưng chuyện tình cảm của ngày Tuổi Dậu lại mang đến cho bạn những điều rất tích cực và tốt đẹp. Đón chào ngày mới, ngày Thổ sinh Kim mang lại sự hài hòa trong các mối quan hệ, đặc biệt là với những người đã có gia đình. Bạn luôn biết trân trọng tình cảm gia đình và cũng luôn hiểu rằng tình thân là giá trị cốt lõi trong thế hệ hiện nay. Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn nữa cho những người thân yêu. Sự chăm sóc và yêu thương mà bạn dành cho họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, hãy cẩn trọng với những lời khuyên từ những người không đáng tin cậy, tránh đưa ra những quyết định vội vàng. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, đừng để sự áp lực trong công việc làm ảnh hưởng tới tâm trí của bạn, hãy tìm cách giải tỏa những sự căng thẳng. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, khi mà mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, hãy giữ bình tĩnh, không từ bỏ nỗ lực. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, dù đã trải qua những khó khăn, nhưng tình yêu của các cặp đôi vẫn đang rất mạnh mẽ, hãy cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, hãy chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi cho hợp lý để giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Về sự nghiệp của ngày Tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho ngày Tuổi Dậu ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho ngày Tuổi Dậu là ngày Tuổi Thìn và ngày Tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 1 và số 3 và màu sắc cát tường là màu nâu và màu vàng. Trên đây đó là tử vi của con giáp Tuổi Dậu trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Tuất trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Lần giải tử vi 12 con giáp cho thấy nhờ có nhị hợp tỏa sáng, những người Tuổi Tuất sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào khi mà đón chào ngày đầu tuần sắp tới. Sự phấn chấn và tinh thần lạc quan cũng là động lực chính giúp bạn hoàn thành công việc một cách rất hiệu quả. Khả năng sáng tạo của người Tuổi Tuất cũng đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên lắng nghe ý kiến từ những người khác. Những lời khuyên bổ ích có thể mang lại cho bạn những giải pháp và giúp bạn thu về những kết quả tốt hơn so với dự định ban đầu. Hôm nay, khía cạnh tài chính của người Tuổi Tuất thì cũng đang có sự hỗ trợ của chính tài, khiến cho vận trình tài lộc đang rộng mở hơn. Các hoạt động kinh doanh, cầu tài cầu lộc thì cũng suôn sẻ. Bạn cảm thấy rằng khách hàng tìm đến nhiều hơn trước, không chỉ dựa vào khả năng cá nhân mà sự may mắn cũng mang đến cho người Tuổi Tuất những khoản thu nhập khá bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng thành công ngày hôm nay cần được duy trì bằng cách chăm sóc khách hàng và tìm hiểu thêm về nhu cầu của họ. Hôm nay, sức khỏe của người Tuổi Tuất thì đang gặp phải đôi chút vấn đề. Với ngày thủy khí đang gia tăng, có thể do áp lực từ công việc và sự căng thẳng thường xuyên, tâm lý của người Tuổi Tuất cũng trở nên bất ổn hơn. Điều này thì ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe thể chất của bạn. Hãy chú ý đến việc nghỉ ngơi và thư giãn, đồng thời tránh những tình huống căng thẳng. Đừng chủ quan với tình trạng sức khỏe của bản thân, hãy tìm thời gian để phục hồi lại năng lượng. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh Hỏa, sự quan tâm và chăm sóc từ những người mình yêu thương chính là động lực giúp bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh Thổ, trước khi thay đổi chế độ ăn uống thì bạn cũng nên tìm hiểu hoặc tham khảo ý kiến từ các chuyên gia. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc, đường công danh sự nghiệp đang có nhiều khởi sắc, bạn sẽ gặp được quý nhân dẫn dắt chỉ đường. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh Kim, sự hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả hơn. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh Thủy, áp lực công việc thì có thể làm bạn căng thẳng, nhưng hãy biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Về sự nghiệp của người Tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là trung bình và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người Tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người Tuổi Tuất là người Tuổi Tỵ và người Tuổi Dần. Con số may mắn là số 1 và số 8 và màu sắc cát tường là màu xám và màu nâu. Trên đây đó là tử vi của con giáp Tuổi Tuất trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn
cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ có tam hợp chiếu rọi, ngày tuổi Hợi sẽ cảm thấy mọi công việc diễn ra thuận lợi. Những dự định mà bạn đã bủ bấy lâu nay thì đang dần dần trở thành hiện thực. Với tinh thần làm việc chăm chỉ và luôn có trách nhiệm, người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công, đồng thời khả năng sẽ được thăng tiến trong sự nghiệp. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ mang lại cho bạn những kết quả xứng đáng. Phương diện tài chính của người tuổi Hợi thì ngày hôm nay đang có chính quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc kinh doanh buôn bán phát triển mạnh mẽ. Ngày này cũng là ngày lý tưởng cho việc ký kết hợp đồng, mở rộng các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Hợi thì có thể bắt đầu với một số vốn khá nhỏ, nhưng hãy yên tâm vì lợi nhuận thu về thì lại không hề nhỏ chút nào. Ngược lại thì trong lĩnh vực tình cảm lại gặp phải đôi chút trắc trở do thủy thổ tương khắc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn hỏi xem tình yêu hiện tại có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn hay không. Có thể cả bạn và người ấy cần có thêm thời gian để xem xét lại mối quan hệ hiện tại và quyết định xem có nên tiếp tục vun đắp tình cảm hay không. Đôi khi buông tay cũng là một lựa chọn khôn ngoan để tìm kiếm những hạnh phúc thực sự cho bản thân mình. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, với khả năng làm việc xuất sắc và tinh thần trách nhiệm sẽ giúp bạn vượt qua được mọi trở ngại khó khăn. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, tài lộc đang có chiều hướng đi lên. Bạn có thể bắt đầu với một số vốn nhỏ nhưng lại thu về nguồn lợi nhuận lớn. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, sự nghiệp đang trên đà phát triển, hãy lên kế hoạch chi tiết cho những bước đi tiếp theo. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, đối với những người làm kinh doanh, những người làm công việc tự do, ngày này sẽ mang đến nhiều cơ hội rất tốt. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, mối quan hệ tình cảm hiện tại đang có nhiều sóng gió, bạn nên dành thêm thời gian để suy nghĩ cho kỹ lưỡng và cân nhắc cho kỹ càng. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Tý và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 7 và số 1 và màu sắc cát tường là màu bạc và màu đen. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 11 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo. Hoan nghênh chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mệnh Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình